ốc leo bẻ bạc hết rồi bà con ơi, nó leo lên khỏi mặt nước luôn, mới dính trận mưa xong, mưa tầm tã luôn, mưa nhiều quá trời lớn luôn. Thì khi mà chúng ta nuôi ốc bẻ bạc á, nếu mà chúng ta gặp mưa hoặc là cái bể chúng ta nuôi lâu á, cái phân nó ra nhiều, khi mà mưa xuống á thì con ốc nó sẽ leo lên khỏi mặt nước, nó sẽ đeo lên bể bạc, nó sẽ đeo lên bèo, nói chung là nó không có chạm nước được đó. Nếu mà chúng ta không xử lý á, là ốc nó sẽ bị hao. Thì nguyên nhân là do mưa thôi, mưa thì trong nước trong bể nó nhiều, nước mưa nó nhiều á thì nó sẽ làm tụt pH. Chúng ta cần xử lý là đó là chúng ta thay nước thôi. Khi mà chúng ta thay nước á, thì nó sẽ đẩy bớt cái nước mưa ra ngoài. Nhưng mà có nhiều bà con mà sau khi thay và tạt vôi á, thì con ốc nó vẫn leo, nó vẫn leo lên khỏi mặt nước. Đó là nguyên nhân là do chúng ta thay sai cách. Nhiều bà con là không có làm cái đường thoát mặt. Rồi khi mà chúng ta thay thì chúng ta lại đẩy cái nước trong bể ra, ở trên thì lại còn nước mưa. Đây là cái đường thoát mặt. Rồi quan trọng nó nằm ở cái đường thoát mặt nha bà con ơi. Tại vì khi mà mưa xuống thì cái nước mưa nó nằm ở trên tầng mặt. Chúng ta phải có cái đường thoát mặt để thoát nước mưa ra. Khi mưa xuống thì nước nó sẽ dâng lên, và cái đường thoát mặt này nó sẽ, nước nó sẽ theo cái đường thoát mặt đó, nó tự nó tràn ra, nó tràn ra ngoài. Và khi chúng ta thay nước xả tràn thì nó cũng đẩy nước nó dâng lên, mà nó cũng đẩy nước mưa ra luôn. Đấy, thì nhờ quan trọng là nằm ở cái đường thoát mặt này để bể của chúng ta nó không có quá nhiều nước mưa để làm tụt pH, cũng như là khi thay nước thì chúng ta cũng sẽ xả tràn. Rồi em sẽ hướng dẫn bà con làm cái đường thoát mặt. Thì chúng ta cũng làm từ ống nước thôi. Ở đây thì em làm cái đường thoát là ống 60. Ống 60 cho một bể 6 đến 15 mét vuông. Thì như vậy là thoát đủ rồi. Ở đây tất cả đều làm ống nước và co cũng như là nối 60 hết. Đây là cái co nè, đây là cái nối. Ở đây là một cái ống 60 được mài đầu hết nha bà con ơi, mài hai đầu trên dưới luôn. Đây là một cái ống nối, ống nối nguyên nè. Em sẽ cắt đi một khúc tầm khoảng 2 cm, chừa lại cái dành. Đây là cái dành. Còn đây là cái đường ống chúng ta đưa lên, nó ngang với mặt nước. Thì nếu mà mặt nước của bà con 4 tấc thì bà con đưa lên 4 tấc, hoặc là 5 tấc thì chúng ta đưa cái ống lên 5 tấc, nó ngang mặt nước là được. Còn đây là cái đường để chặn cái ốc lại, thì nó làm từ cái lưới thôi. Này lưới gà, còn đây là lưới cước 2 ly. Chúng ta quấn lại để khi mà nước nó tràn theo cái đường thoát mặt á, là nó ngăn con ốc lại, nó không có thoát ra ngoài. Đây, một ở đây là cũng đơn giản những bộ phận này. Rồi em sẽ hướng dẫn cho bà con cách lắp đặt vô cái bể luôn. Chúng ta sẽ lắp đặt trực tiếp vô cái bể để làm cái đường thoát. Thì cái đây là cái đường thoát ra ngoài. Chúng ta sẽ đặt âm xuống mặt đất nha bà con ơi. Chúng ta sẽ đào xuống cho cái co này nè, nó sẽ ngang với cái mặt bằng, hoặc là bà chúng ta có thể đào thấp xuống một miếng luôn. Thì khi đào xong rồi chúng ta sẽ lắp đất lại. Cái đường mà thoát ra ngoài thì cái ống chúng ta làm tầm nửa mét thôi, nó thoát ra ngoài là được. Chúng ta lắp đất lại và dằn cho vững lên, để khi mà chúng ta đóng cái co xuống nó xong nó bị lắc. Còn cứ lắp lại, đào âm xuống rồi lắp lại thôi. Con lắp và làm cho nó cứng nha. Rồi ở đây là bên trong bể. Đây bà con thấy cái co không? Cái co, cái dành co đưa lên đó, nguyên cái vòng tròn đó. Rồi chúng ta sẽ lấy cái ống mà đóng vào đó, chúng ta sẽ ấn xuống. Chúng ta ảnh xuống để lòi ra cái dành co. Chúng ta sẽ cắt ở bên trong đó. Và chúng ta sẽ tiến hành cắt, thì bà con cắt cẩn thận nha. Chúng ta chỉ cắt cái hình chữ thập ở bên trong thôi.
bên trong của cái co. Cái này chúng ta cắt được một lần nha. Nếu mà cắt sai chúng ta đóng xuống cái bạc nó không giữ nước á, là coi như là bỏ luôn cái bạc ạ. Bây giờ làm cẩn thận, cái này chỉ làm được một lần thôi, không làm được lần thứ hai đâu. Đấy, chúng ta cứ ịnh cái ống nước vô để làm mà chúng ta cắt ở bên trong cái con. Chúng ta sẽ cắt có cạnh hình chữ thập hoặc là xéo qua xéo lại đấy, để khi mà chúng ta đóng vô á, cái miếng bạc nó sẽ giữ luôn, nó ăn khít vô cái con và cái ống nước. Rồi bà con xem làm theo nha. Nói chung là cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ làm cẩn thận là được. Thì chúng ta sẽ tiến hành cắt và đóng xuống, cũng như là nhấn keo. Chúng ta nhấn keo ống nước thôi nha bà con. Chúng ta sẽ cắt ở bên trong cái co chứ đừng cắt bên ngoài cái con nha. Bên trong cái lồng co á. Tại chúng ta sẽ tiến hành dán keo. Dán keo thì bà con dán nhiều vào, dán bên trong cái co, bên tấm bạc cũng như là cái ống mà chúng ta đóng vô đó, chúng ta cần phải dán luôn. Dán càng nhiều càng tốt. Để đóng cho nó dính. Chúng ta phải làm lần một chắc ăn. Đóng xuống là dính luôn. Rồi dùng búa đóng xuống nha bà con ơi. Chúng ta đóng cho nó cứng vô. Cái này là nó khít nhau đây, nó sẽ giữ miếng bạc lại. Khi mà đưa nước vô nó cũng không bung nổi đâu, nó sẽ giữ nước. Rồi sau khi đóng xong này chúng ta sẽ lắp cái ống thoát mặt lên. Đây là cái nối nè. À, cái đầu cắt hồi nãy đó chúng ta sẽ ịnh xuống cái ống mà nó nhô lên đó. Ịnh xuống. À, khi mà nước nó sẽ dâng lên tới tầng mặt này là nó tự nó thoát ra cái ống này nó tràn ra thôi. Đơn giản. Thì để ngăn được cái ốc con nó thoát ra ngoài thì chúng ta sẽ lắp thêm một cái ngăn lại. Lưới này chúng ta ngăn lại. Rồi thì đây em cũng đã lắp xong một cái ống đường thoát mặt nha bà con ơi. Khi nước dâng lên tới cái đường thoát mặt thì nước nó sẽ tự dâng ra ngoài thôi. Rồi xong rồi nha bà con ơi. Thì với công dụng của đường thoát mặt này á, là khi mà mưa xuống, nước mưa nó sẽ tự theo cái đường thoát mặt nó thoát ra. Thì khi mà nếu mà bà con không có thời gian á, thì bà con có thể là tầm 2-3 ngày chúng ta sẽ bơm xả tràn. Hoặc là nếu có thời gian thì sau khi mưa là chúng ta sẽ bơm xả tràn luôn, để cho đẩy bớt nó mưa ra. Thì sau khi bơm xả tràn thì chúng ta sẽ tặc vôi thôi. Cái đường thoát mặt này nó quan trọng là nó sẽ thoát được nước mưa. Khi mà mưa xuống thì nó sẽ theo thoát ra ngoài. Nó sẽ làm cho cái bể của chúng ta là không có chứa nước mưa nhiều quá. Con ốc nó sẽ không bị sốc cái pH do nước mưa. Tại vì nước mưa thì nó có axit, nó sẽ bị sốc pH. Thì tất cả các bể của bên em đều có làm cái đường thoát mặt hết. Để thoát nước mưa khi mà trời nó mưa xuống. Nước mưa là cái tác hại để làm cho con ốc nó bị sắp pH và nó leo lên khỏi bạc, cũng như là nó leo lên khỏi mặt nước đó. Nó sẽ đu bạc và nó bám trên cái bèo. Thì khi mà trời mưa tạnh thì chúng ta sẽ bơm thêm nước vô, mục đích là để xả tràn. Chúng ta sẽ xả tràn để đẩy nước mưa ra. Cái đầu bơm nước vô nó sẽ nằm xéo với cái đường thoát. Thì về cái cách làm bể này á, bên em có làm một cái video để hướng dẫn bà con làm rồi. Thì bà con có thể tìm là xem lại. Thì cứ bơm ngược lại nó sẽ thoát ra thôi. Ở đây bà con thấy là nước tầng mặt nó vẫn thoát ra. Thì nuôi ốc thì chủ yếu chúng ta bơm xả tràn. Tại vì là con ốc chủ yếu nó nằm ở tầng mặt không à. Chúng ta sẽ bơm xả tràn.
Em thì thường bơm xả tràn thôi, còn chỉ 1-2 tháng chúng ta mới xả đáy một lần. Còn lại là cứ thay nước bằng cách xả tràn hết. Xả tràn nó sẽ hay hơn là xả đáy.